Qua cái thông tin bạn gửi như thế này thì chúng tôi được cũng cũng thấy rằng là bố bạn đã được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, bởi lẽ đã có sinh thiết và cái điểm bạn ghi điểm này thì chúng tôi gọi là điểm collision. Điểm này thì thường điểm tối đa thì sẽ là 10 điểm. Thì điểm 9 điểm này nó thể hiện là cái mức độ biệt hóa của tế bào trong của khối u. Và tất nhiên là với những trường hợp mà Gleason 9 điểm như thế này thì nó chúng tôi sẽ xếp vào nhóm nguy cơ cao, rất cao, very high, tức là rất cao. Chính vì vậy mà cần phải làm thêm các cái xét nghiệm bi lăng toàn diện nữa. Và đặc biệt đúng đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt thì rất là hay di căn vào xương, nên cái việc mà nếu có thể đầy đủ các phương tiện thì sẽ phải làm thêm sảnh xương và các cái chụp chiếu chụp toàn thân để xem là bệnh đã tổn thương đến mức độ nào để có được cái giai đoạn phù hợp. Về bạn dùng cái từ là có khá nguy hiểm hay không thì tôi cũng cũng phải chia sẻ với bạn như thế này. Cái khái niệm này nó cũng 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 rất là khó để trả lời với bạn như thế nào là nguy hiểm, bởi vì cái quan trọng nhất là tôi nghĩ rằng là mình biết cái mức độ bệnh đến đâu, chúng ta có cái chiến lược để điều trị, thì đấy là một cái việc mà quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Cũng giống như là chúng ta sợ nhất là chúng ta có những cái rủi ro mà chúng ta không biết trước để lường được, thì đấy là nguy hiểm. Thế còn thì có những cái việc nó rất là khó, có những cái tiên lượng nó khó khăn nhưng mà chúng ta biết về bệnh học và chúng ta có những thuốc điều trị thì có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục hy vọng là mình sẽ kiểm soát được tình hình bệnh. Nhưng tôi cũng phải nói rằng là với điểm Gleason 9 điểm thì thực sự là bệnh nhân cần phải được đánh giá bi lăng một cách thực sự là đủ, tránh bỏ sót các tổn thương. Tôi nói ví dụ nếu như trong trường hợp mà bố bạn mà làm chúng ta làm chưa đầy đủ các cái xét nghiệm cơ bản và chúng ta cho rằng là giai đoạn nó tương đối sớm hoặc là tổn thương nó rất là hạn chế thì chúng ta cần phải xem lại chẩn đoán. Vì với những cái trường hợp mà điểm Gleason 9 điểm như này thì cái nguy cơ mà bệnh lan tràn ở một số các cơ quan khác là rất cao. Cái thứ hai nữa là nếu như mà tôi cũng không rõ là cái xét nghiệm này bạn thực hiện ở đâu, nhưng nếu với cái điểm Gleason đối với đọc giải phẫu bệnh vì chia điểm độ Gleason là cũng thực sự là cũng rất là khó và cũng không cũng cần phải thống nhất của rất là nhiều các chuyên gia về giải phẫu bệnh, cho nên là rất là khuyên bạn là nên với cái nếu như bác sĩ đã đưa ra cái con số là 9 điểm thì bạn rất là nên đưa bố bạn đến những cái cơ sở y tế chuyên khoa sâu về lĩnh vực điều trị ung thư tiết niệu để các bác sĩ họ cho một cái điểm đánh giá một cách thật là chuẩn xác. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải làm thêm các xét nghiệm khác, ví dụ như xạ hình xương, ví dụ như các lớp toàn thân, hoặc là hiện nay thì cũng có thêm phương pháp là PSMA CT, tức là một số các cái loại PET CT với những cái dược chất phóng xạ đặc biệt khác chuyên sử dụng cho ung thư tuyến tiền liệt, để chúng ta có được một cái bài toán đầy đủ để quyết định là điều trị cho bố bạn. Và nếu như thực sự là các cái bi lăng đã được tiến hành thì cái phương pháp điều trị đầu tay mà chúng tôi phải nghĩ đến, tất nhiên là nó tùy theo cái giai đoạn của bạn, nhưng với Gleason 9 điểm thì chúng ta nên khẩn trương bắt đầu với điều trị phương pháp nội tiết là ADT, sau đó thì ADT kết hợp với xạ trị hay ADT kết hợp với đích hay miễn dịch thì chúng ta sẽ bàn thảo khi mà có nhiều thông tin hơn. Nhưng với thông tin là Gleason 9 điểm này thì tôi rất khuyên là bạn nên đưa bố bạn đi điều trị sớm và cũng không nên chần chừ hơn nữa.